Chào các bạn, thấm thoát là sắp sửa hết mùa hè rồi, còn có mấy ngày nữa là học sinh đi học lại rồi. Mùa hè ở đây rất là nhanh các bạn, có một tháng chứ không được 3 tháng nữa. Tranh thủ còn mấy ngày nắng mình giờ tiếp tục đi bắt cua. Này là đi bắt cua các bạn. Thì hôm nay có một điều đặc biệt là mình sẽ là thuyền trưởng. Lúc trước mình chỉ là hành khách thôi. Hôm nay đặc biệt mình sẽ là thuyền trưởng, đích thân mình sẽ lái tàu đi bắt cua nha các bạn. Hồi xuống đi lì ấm cái sợi dây dính cái tàu nha. Bây giờ nếu mà muốn lái cái tàu này mình cũng phải cần có cái bằng lái tàu đó các bạn. Thì cái bằng lái tàu thì mình phải học một cái khóa online phải chừng 4-5 tiếng đồng hồ. Chủ yếu là về những cái vấn đề an toàn giao thông đường thủy và những cái bản hiệu biển báo này nọ. Chủ yếu là về các vấn đề an toàn thôi. Thì sau khi học xong thì mình sẽ thi những câu trả lời trắc nghiệm. Và nếu mà mình đậu thì mình sẽ được có cái bằng lái tàu cho suốt đời. Christine, đi ở đây. Bạn đang chạy chạy xe.
Phao luôn các bạn. À, quên. Quên rồi. Ủa cái áo phao của Tiên không cầm theo hả? Có. Nhìn mặt cái Tiên mà em mặc cái Tiên số kìa. Thì cầm cái chai nước thì bỏ qua bên kia giùm mẹ đi cho mẹ bước xuống coi nè, cho cầm cái chai nè. Em bước xuống cầm cái chai nè cho mẹ bỏ qua bên kia. Thank you.
nhé. Ok, 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 ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Wow, cá dẫm, cá dẫm, cá dẫm. Cá dẫm. Ok, ok, ok. Ông yeah, đúng rất con bia. Ăn được không hả? Cá mà ăn được hả con? Đó, nó nói mình chiên chiên giòn chấm ít nấm ớt ngon. Bồ ba ơi là phải đợi từ nãy đang ngồi lên đên trên biển. Từ nãy có cái dù nổi quá. Trời ơi, đủ thứ màu luôn. Gấp ý đi. Dù tôm mì và cái này. Ủa, chín xong rồi cho nó nguội chúng nó ăn được. Hôm nay thì ngồi chờ thời. Ngồi chờ cá đớp. Chủ yếu là câu cua thôi. Chứ không có câu cá mú cái gì thôi. Chỗ này là không được phép câu cá mú. Muốn câu cá mú phải chạy qua bên đảo để hẹn tuần sau, chuyến sau. Cái hồi xưa là anh ở Việt Nam là anh chủ dịch con tàu không à? Con tàu này có cái giường nhỏ nhỏ trong đây. Đó, ai mà buồn ngủ say xỉn thì vô đây làm giấc. Đó, trong này nó có cái cái bồn nhỏ nhỏ luôn rồi, có ải đĩa gì được hết trơn luôn. Ở đây nó có cái nước, có loại nước của nó đặc biệt của nó, mình phải đổ vô để mình giữ cho nó không có bị bốc mùi. Thì mỗi lần mình đi về mình phải đổ bỏ, có cái nước của nó sẽ làm cho sạch sẽ, có nước để mình dội luôn, nhấn nút dội rất là tiện nghi các bạn, không có sợ mình phải chuột bụng giữa biển. Em nhỏ nhất lần đầu tiên cho đi ra biển xa như vậy nó bị say sóng ngủ luôn. Rồi. Nó nói biết mình là người nghiêm chỉnh không? Càng trước xong mình hấp gạch. Chấm muối tiêu chanh béo lắm nè. Vị hôm nay miếng mình ăn rồi. Nồng. Eo eo eo. Steam. Cua non đây thì tàu này chạy vô bờ đón thêm chiến hữu ra nữa. Có nhiều chiến hữu thèm cua, muốn ra ăn cua. Thôi chạy gì thế không? Bây giờ chỉ còn thả neo đây thôi. Thả neo đây. Xung quanh không có ai hết trơn. Đó, mấy này là mấy cái lồng cua. Còn ở xa xa là mấy cái tàu của người ta, cái lồng cua này có mấy cái tàu đó người ta kéo, cái tàu mà thương mại đó người ta bắt cua về để người ta bán cho mấy cái cửa hàng bán lẻ đó các bạn.
chỉ có mình với mấy người đó thôi, ngoài ra không có ai hết trơn, rất là vắng. Ra đây sáng sớm là luộc nồi cua ăn xong ngủ một giấc, dậy luộc thêm nồi cua nữa xong ngủ một giấc, dậy ăn thêm. Bye bye. Thì sao? Ủa? Chụp anh lại thì. Rồi sau ngày ăn nhậu no say cua chạy về tới gần bờ chạy khí thế luôn. Ồ. Chạy hết ga hết lồ luôn, chạy vừa gần tới bờ vô chết máy. May là có gặp một đồng hương đi bên cạnh thấy kéo vô luôn. Gần sát bờ rồi cũng chết máy. Máy này cũng phải đi thay nhớt, bảo trì theo sơ nó một chút cho nó chạy mới ngon. Đây là thu hoạch của ngày hôm nay. Hai anh bạn đi cùng. Nhờ mấy người đi bạn đi cùng. Câu dùm cua cũng được mười mấy con, nhà này 5 người cho đúng là được 20 con, nhưng mà hiện bây giờ cua đã hết mùa, gần hết mùa cho nên không có được nhiều lắm. Hai cái bạn nữa lên nha. Mình nhiêu đây là xài cũng đủ quá trời món rồi. 30. Cua rang muối, cua xào sữa, cua 7 món luôn. Xong rồi dư lột thịt để dành súp súp nấu súp bún riêu. Ủa dạ riêu riêu mà còn nhiều cơ hội đi tiếp mà. Ừ.